Mấy con mẹ ở xóm dưới mà làng bên à, sáng sớm lên không muốn ở trong nhà mà cứ thích ra đường nghe rồi ngóng à, rồi tung bay tung ba xong nói nhảm. Ăn cơm nhà nhưng thích cứ lo xa, đi thập thò núp ló giống con ma, chuyện của đường hưng mà mây mát cứ rần rần. Hello chị Dung nha. Cứ ăn rồi đi nói xấu thằng đường hưng à, cái thứ quỷ mà tao ghét nhất trên đời. Nhà rác nhóc mà không chịu đi hốt à, nhiều khi thấy mà máu lên tới não. Bao nhiêu người nói mấy má vô duyên à, hay nhưng mà mấy má cứ liên phiên nói xấu đường hưng rồi nói xấu người này. Ôi à, con lại mà mấy má sao mà tài quá, con bái phục xin thua. Ai mà ngu ngu nghe lời mấy má, có khi nát tan một nhà. Hùng là tên ba người ta nha, cái bà kia. À, ai mà sợ hớ, coi chừng mấy má sẽ cắm đầu vô soi. Khẩu nghiệp mà trên môi, chuyện còn nhỏ xíu cứ xé to mới vừa lòng. Biết bao giờ trong xóm mới bình yên à, sang bước ra thôi cũng đã thấy phiền à, nhiều chuyện quá thì coi chừng cái mỏ máu á, nhiều khi tức mà máu lên tới não. Nghe xong bài này nên bớt bớt nghe chưa, không coi chừng còn mấy cái răng thưa, sắp tới mùa mưa ông trời ông đánh là chưa. Quá trời.